là mình rất là tâm huyết luôn này, nó trên đất rồi xe đất này rất là đẹp này. Nó gãy á, anh gãy hả? Ừ đúng rồi, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi. Vậy giờ hát được không? Ừ đừng sao đâu, anh sao đâu, anh phải lấy, anh có cái khớp đây nè, nó có bờ vai khớp đây nha. À, nếu mà anh để cho đừng đứng đụng cho được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đừng tháo. À, cái biển số này em để 86 đúng không? Anh về anh muốn làm đó thì em sẽ chỉ cho anh cái chỗ đặt, anh sẽ chữa thành 60. Anh đâu? Thành 60 không ta? Bình Dương 61. À, anh để để được rồi. Bây giờ gánh anh xe gánh ra đây. À gánh thế nào? Không ý là bây giờ anh để lên xe anh đừng cho nó chạm này được rồi. Ủa sao này dư đang này vậy anh kìa? Đâu nó cái này gãy rồi. À cái này dễ gãy lắm. Ý là anh sẽ để nhẹ nhẹ, cái này có keo này 12 anh chấp cho đây nè. À, anh đi đường á anh ghé mua cái hộp keo này là 2 dự phòng nha. Ví dụ là cái này này đây mình dán vô. Đại khái là cái này anh không đụng là nó không sao đâu. Riêng cái này phải nhập từ Trung Quốc lâu mới có nha. Nó có cái nó khớp này nè anh thấy không? Mua gắn được mà. Ờ mua gắn có cái trường đại khái là mua gắn vô được hết á. Dạ. Ngủ đúng rồi, nhưng mà nó đúc ấy, nó dòng xe này này. Là à, cái đầu này nếu mà giờ sơn cái màu không tầm 4 triệu cái đầu này. Riêng cái đầu này không nha. Riêng cái đầu này là 4 triệu, cái thùng này tầm 14 triệu nữa là 18 triệu rồi đó. Hai cái thùng cái đầu là 18 triệu rồi. Chưa nói cái dàn bánh xe nha, bánh xe này là nó là chiếc xe ba cầu á, ba cầu. À, chiếc này lúc mà làm hết luôn là 32 triệu tiền mình làm hết, mà đợi tới 2 tháng mới làm xong, lâu lắm. Lúc mà làm á là làm đợi thời gian, có ông tài xế không này anh thấy không, có ông tài xế này nè. Để các em quay lại video gì về anh okay, giờ nha. Thứ nhất là anh luôn 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 là anh phải cái này làm sai này, cái này anh tắt đi nha, tắt đi là nhắn hai cái hả? Đó, đúng rồi, nhắn hai cái. À, ok đó là, nhưng mà luôn luôn anh phải mở cái này lên trước sau anh mới cắm pin sau nha. Mà mở nào, mở cái này nè, ví dụ cái này anh phải cắm lên hai cái, mà anh mấy cái này đang dày đúng không, anh phải gạt lên hết này. Đâu giờ không, giờ tắt đi. Giờ tắt màn hình luôn đi. Tắt màn hình luôn, nhưng mà nó phải tắt pin mới tắt được màn hình. Hả? Đúng rồi, nên người ta anh phải mở này trước. Sau đó anh mới mở cái đúng rồi, phải gắn điều khiển vô. Luôn luôn như vậy luôn. Đó, sau khi anh mở lên xong rồi ok này. Đó. Thôi để em rút ra luôn từ đầu luôn nha. Rút ra rồi anh mở anh gỡ kia nè. Anh có cái. Nhà anh có cái mắt luôn rồi, anh gỡ ra rồi bây giờ. Từ cho nó chạy. Rồi anh gỡ đi, anh gỡ đi. Gỡ đi. Rồi à. Nắm cái đầu này. Đâu cái đầu trên, cái đầu trên xong rồi tắm tay vào cái đầu đỏ. Đúng rồi. Rồi ok. Rồi giờ giữ cái này nha, rồi bây giờ mình tắt nè. Mình tắt nó nha. Bây giờ mình tắt nó mới được nè. Tắt là anh nhấn hai nút rồi nha. Nhấn hai nút liền luôn. Đúng rồi, nó có đúng rồi rồi. Cái tay này là tay xịn nhất rồi. Bây giờ anh mở lại, anh nhớ phải gạt lên hết nha. Ok, đó, mình nhấn lên nè. Rồi. Đó, nó kêu từ này tên. Rồi ok, bây giờ anh gắm pin vô. Dẫn nhanh cho. Rồi nhẹ nhẹ thôi. Rồi, còn chứ nó vướng cái bánh xe kìa, cái bánh xe anh phải đưa nó nhau chậm, đúng rồi đó, đúng rồi. Rồi anh gài cái nút xuống. Đó. Rồi, gài đến cái này nó vô vô. Đó, anh thấy không? Có cái cây sắt anh thấy không? Sao? Đó, anh đưa xuống nó có cái khớp của nó mà. Đó, nó cứ nhẹ lắm, anh làm nhẹ nhẹ cái này vô à. Đẩy lên hay là kéo ra? Không, ông ơi, nó có vướng cái chè của nó chút xíu á. Đó. Rồi, anh gãi vô rồi, ok chưa? Đó, ok này, rồi. Rồi anh điều khiển nha. Ví dụ cái này là này. Đó, cái này nó có số của nó nha, từ này. Số cái này nó lên này, này xuống này. Nó thấy chưa? Đó, lái này. Đó, lái này. Để mình chỉ hết cho. Ở cái này nó chơi nhẹ nhẹ thôi, nó lái qua nè. Lái này, đó lá thì nó có hai góc nha, góc rộng, góc hẹp, góc này góc rộng nó thấy chưa? Góc này góc rộng nè. Đó, còn cái gì? Đó ở đây là hộp số của nó nè. Lúc anh gạt lên anh kêu đó, anh nghe không? Anh nghe nó kêu không? Là nó kéo cần số đó. Đó, hai số nhanh chậm nha. Đó. Rồi, chỗ này
này là mo này, thấy không? Mo này đó. Đó lên. Đó này nhanh này, thấy không? Đúng rồi, nhanh này. Đó nhanh. Rồi cái này mo này. Đúng rồi. Không, từ ý cái này đó, cái này là số mạnh này đó, anh thấy nó vô số mạnh nó chậm hơn không? Nó chậm hơn thì để nó leo dốc. Sao màn hình nó không hiển thị à? Không, màn hình nó này có mod này. Đây này, mod. Ví dụ cái này là con blind cam này, ví dụ nó có TX, RX nha, kênh này kênh 1, kênh 2 này, 3, 4, 5, 6 này, đó. Cái này cái của nó này. Đó. Rồi, đây là lái của nó này. Đó. Đó. Rồi thì cái này được ngày xưa nó có cái góc hẹp á, nhưng mình chỉnh hết góc lộng luôn thì anh điều khiển vậy thôi. Nói chung là anh cứ cầm, ví dụ anh chạy đây nè, anh điều khiển nè, anh đẩy nhẹ lên. Nhưng mà nó có một số một không? Không, hai số chứ. Số trên là mặt nè, đây mặt này đó. Vậy cái này là mấy nhắc nó nắp giữa nắp mặt đúng không? Không, giữa mo. Rồi dê là sao? Không, dê là cái này chứ. Đó, dè lùi này. Rồi xuống này sao? Thôi, cái đó là cái khác, cái đó là cái công tắc khác rồi. Anh về anh có thể chế thêm, tại vì cái này nó không có cái đèn xi nhan này nè. Anh về anh bắt thêm cái dàn đèn ở đây, anh chế vô. Đó, anh chế vô anh dàn đèn thì đơn giản mà. Đèn mấy trăm ngàn thôi, đó, anh chạy nè. Ví dụ anh cầm đi. Đó, anh chạy nha. Nó chạy chiếc này là chống nước luôn nên là anh chạy thoải mái. Ước anh đi chưa?